Lịch phục vụ trong tuần hôm nay 28 Chúa Nhật thứ 4 thường niên Thánh Vịnh tuần 4. Giáo huấn số 9, bí tích thánh thể nguồn hiệp nhất huynh đệ. Trong việc cử hành bí tích thánh thể, giáo hội không ngừng canh tân vai trò trở thành dấu chỉ và ký cụ của mình, không chỉ kết hợp với Thiên Chúa mà thôi, mà còn liên kết toàn nhân loại. Mỗi thánh lễ, dù riêng hay thầm kín, đều mang chiều kích hoàn vũ này. Người Kitô hữu tham dự vào bí tích thánh thể, học đòi để trở thành người cổ suýt hiệp thông, hòa bình và huynh đệ trong mọi hoàn cảnh. Trích Tông thư năm thánh thể số 27, 29 thứ 2, 30 thứ 3, 31 thứ 4 Thánh Gioan Bút Cô linh mục lễ nhớ. Tháng 2, ý cầu nguyện cầu cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, xin cho các giai đoạn cuối cùng của như ung thư họ được nhân sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành. Mùng 1 thứ 5 đầu tháng, mùng 2 thứ 6 đầu tháng, dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, lễ nến, lễ kính ngày quốc tế đời sống thánh hiến. Mùng 3 thứ 7 đầu tháng, mùng 4 Chúa Nhật thứ 5 thường niên Thánh Vịnh tuần 1. Trực lễ tuần tới là giáo khu Fatima. Giao hôn phối có anh Martino Nguyễn Quốc Huy Vũ, con Lucia Nguyễn Quốc Huân và bà Maria Nguyễn Thị Hát, hiện ở giáo xứ Trạc Cổ, xin kết hôn cùng chị Teresa Đoàn Thị Kim Cương, con ông Phêrô Đoàn Văn Rong và bà Maria Đoàn Thị Lý, hiện ở giáo xứ Hà Phát. Ai biết các đô hôn phối vừa đao trên có ngăn trở thì buộc phải trình. Thông báo, có quý gì dòng khiết tâm Nha Trang đến bán một số mặt hàng nhu yếu phẩm, xin cộng đoàn mua ủng hộ quý gì để dọn lòng đón mừng năm mới và bước vào mùa chay thánh. 6:30 thứ tư tuần này 31 mùng 1 năm 2024, có quý cha đến ngồi tòa giải tội. 3. Ngày thứ sáu mùng 2 tháng 2 năm 2004, 23 Tết, giáo xứ sẽ tổ chức quái bánh chưng và theo truyền thống mọi năm, giáo xứ sẽ gửi đến mỗi gia đình một phần quà. Nhân dịp xuân về, xin các gia đình đón nhận những phần quà đầy nghĩa tình này. 4. Mùng 1, lễ dâng kính Chúa Giêsu vào đền thánh và nghi thức dâng cho con Chúa được cử hành vào lúc 18 giờ thứ sáu tuần này, mùng 2 tháng 2 năm 2004. Để có những phần quà lo cho người nghèo, giáo xứ sẽ tổ chức hội chợ vui xuân với những vé lô tô và vé số vui xuân. Xin anh chị em thương mua ủng hộ. Chúng con kính mời anh chị em đang ngồi ngoài, chúng ta cố gắng vào trong nhà thờ, vì trong nhà thờ còn rất là rộng, chúng ta hạn chế, chúng ta ngồi ở ngoài trong đầy rồi chúng ta mới vào trong, với ngồi ở ngoài ở trong nhà thờ vừa quạt mát gió, rồi có bàn quỳ, có các phương tiện, chúng ta vào trong nhà thờ nha. Xin nha anh chị em, chúng ta cũng đi lễ sớm một chút. Chúng con xin đọc tên các gia đình dâng đá kính thánh cả Giuse, anh chị Giuse Phạm Duy Phương và Maria Nguyễn Thị Thúy Hiền thuộc giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ông bà Giuse Nguyễn Ngọc Vịnh và Maria Tạ Thị Dĩnh, giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng con cảm ơn anh chị em và xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Giuse chúc phúc lành cho anh chị em. Như anh chị em đã vừa nghe ông thư ký thường vụ ban giáo thông báo, ngày thứ sáu này là ngày mùng 2 tháng 2, cũng là ngày lễ dâng kính Chúa Giêsu trong đền thánh, và hôm đó có làm phép nến và có nghi thức dâng con. Vì thế anh chị em nào muốn làm phép nến thì xin ban sáng ban chiều chúng ta mang những cây nến của mình và nhớ ghi tên gia đình mình vào, rồi để trên này, rồi chúng con sẽ xin Chúa thánh hóa chúc phúc cho những cây nến của chúng ta. Ngày hôm đó cũng có nghi thức dâng con cho Chúa, và vì vậy
6 giờ chiều Chủ nhật thứ 6 tuần tới, thứ 6 tuần này có thánh lễ, và trong thánh lễ chúng ta sẽ dâng con của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành cho con của chúng ta. Ngày thứ 6 này cũng theo truyền thống mọi năm, cứ đến độ xuân về, những đồng bánh chưng lại do chính anh chị em quý chức và anh chị em gói bánh để tặng đến các gia đình. Nhiều người nói con là sao không đặt cho nó khỏe, nhưng mà đặt nó không có khỏe. Nó khỏe thật, nhưng mà nó lại không diễn tả tâm tình. Chúng con đã chuẩn bị những nguyên liệu để cho quý chức, cho anh chị em bà con trong giáo khu sẽ gói bánh, và chúng con gửi đến những đồng bánh đến các gia đình. Và năm nay chúng con đã ước nguyện nhiều năm, thì năm nay chúng con sẽ gửi bánh chưng đến tất cả các gia đình anh chị em lương dân sinh sống trên địa bàn của giáo xứ Hà Phát. Chúng con sẽ gửi những phần quà này đến các gia đình con cái của Hà Phát. Xin anh chị em cùng nhận với tấm bánh và những phần quà nghĩa tình ngày xuân này, cũng như chúng con theo truyền thống mọi năm, chúng con sẽ gửi đến các gia đình lá thư ngỏ tổng kết một năm đã qua và chương trình mục vụ cho năm tới. Xin anh chị em cố gắng đọc thư, cũng như lá thư này cũng là dịp để ngày mùng 1 anh chị em có thể bỏ những phần hy sinh, những khả năng của chúng ta để dâng cho Chúa vào sáng ngày mùng 1. Rồi ngày thứ 4 tuần này, để chuẩn bị cho chúng ta bước vào một năm mới và dọn lòng bước vào mùa chay tánh. Vì năm nay thứ tư lễ cho vào ngày mùng 5 Tết, cho nên 6:30 chiều thứ tư tuần này, mùng 1, 31 tháng 1 năm 2024, có quý cha đến ngồi tòa giải tội cho chúng ta. Anh chị em sắp xếp để đi xưng tội. Và thưa anh chị em, chúng con đang chuẩn bị khoảng 1.300 cho đến 1.500 phần quà phát cho những người nghèo tại Hà Phát này và những anh chị em sinh sống trong khu vực này. Bởi vì thế chúng con rất cần đến sự hỗ trợ, cộng tác giúp đỡ của anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn năm nay để có những phần quà. Con rất chật vật. Anh chị em đã nhắn tin, những anh chị em người nghèo nhắn tin đến cho con hỏi có chưa, có chưa. Thì con luôn nói là đợi cha. Và năm nay anh chị em tới giờ này con chưa có ấn định ngày phát quà là bởi vì chưa có tiền mua quà. Con đang đi mượn tiền để mua những phần quà. Và ngoài ra chúng con còn muốn gửi đến vài tấn gạo đến các giáo xứ vùng sâu vùng xa, những anh chị em lương dân ở những vùng ngoại biên, cũng như chúng con đang hỗ trợ chăm sóc cho một số bệnh nhân ở ngoài Hà Nội, một bệnh nhân ở ngoài Huế, hai bệnh nhân, và tại Đồng Nai của chúng ta ít là 5 bệnh nhân. Chúng con đang hỗ trợ để nhờ những hỗ trợ này anh chị em nghèo khó có thể an tâm chữa bệnh để bình phục sức khỏe. Chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng trong tình cảnh hiện nay kinh tế anh chị em cũng biết rồi, và vì thế chúng con đã phát những vé tổ chức, những vé lô tô và vé may mắn vui xuân. Xin anh chị em thương mua giúp chúng con. Và những phần quà, phần thưởng là những chiếc xe Vision, chiếc xe Way, những phần trị giá thì anh chị em mua, vừa là để vui xuân và cũng là để cộng tác với chúng con chăm lo cho người nghèo. Chúng con cảm ơn anh chị em. Giờ đây chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta quây quần trong nhà Chúa ngày Chúa Nhật để cùng nhau chúng ta ca tụng tình yêu của Chúa, để cùng nhau chúng ta xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta tin vào Chúa Giêsu chính là đấng cứu độ duy nhất của cuộc đời của chúng ta, và trở về nhà sống đức tin ấy trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cùng hiệp dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện theo như ý người xin. Xin đi đường được bình an, xin ơn chữa lành, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Dâng lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ Hy Vọng, cầu cho linh hồn Vinh Sơn Nguyễn Văn Noan nhân dịp dỗ 2 năm, linh hồn Francisco Xavier Trần Đình Thoại nhân dịp dỗ mãn tang, linh hồn ông Anton Ngô Văn Hùng trong ngày lễ dỗ, linh hồn bà Maria Ninh Thị Sáng, Vinh Sơn Nguyễn Văn Phương, Phêrô Du Xe nhân ngày lễ dỗ 2 năm, linh hồn ông Agustino Nguyễn Minh Hoàng, linh hồn thai nhi tiên nhân và các linh hồn. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa xin thương. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia sẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa để nên thánh và phần xác và phần hồn. Và người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi của anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khăng khít với Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đến thành Capernaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mấy hôm nay có lẽ cái tin hot nhất ở các trang mạng công giáo, và có nghĩ là không chỉ trang mạng công giáo mà còn nhiều trang mạng khác nữa, và ngay cả các phương tiện truyền thông Mỹ cũng đã đăng tải một cái tin giật tít rất là lớn, đó là Đức Thánh Cha Francisco
có thể sang thăm Việt Nam. Cách đây mấy năm thì chúng ta nói điều ấy vẫn còn là giấc mơ. Nhưng hôm nay chính phủ Việt Nam đã chính thức mời Đức Thánh Cha sang thăm Việt Nam. Và Đức Giáo Hoàng cũng đã nhận lời là sẽ thu xếp sớm nhất có thể để sang thăm Việt Nam. Và hôm nay cái tin này không còn là mơ nữa, nhưng là sự thật. Và các trang mạng báo rần rần đưa cái tin này. Lẽ dĩ nhiên thưa anh chị em, cũng còn phải đợi, phải chờ, phải tiến hành nhiều thủ tục lắm. Từ vấn đề là chuẩn bị có phải tháng 4 này có nhân viên cao cấp của Tòa Thánh sẽ sang Việt Nam để làm việc với chính phủ Việt Nam. Rồi đến tháng 9, tháng 10 sẽ có Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh qua làm việc với chính phủ Việt Nam, còn nhiều nhiều bước. Rồi vấn đề tài chính, vấn đề chuẩn bị đủ thứ. Thì chắc chắn là ngài, như ngài đã nói, nếu tôi không đi thăm được thì sẽ có một giáo hoàng khác kế vị tôi đi thăm Việt Nam. Hơi từ cái chuyện này, chuyện chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái vấn đề có nói ở chỗ này anh chị em. Một ông lão ngồi xe lăn ngoài 80 rồi mà làm sao người ta lại mê tít ngài như vậy? Làm sao ngài lại có một vị trí quan trọng như vậy? Và thưa anh chị em, không chỉ là người Công giáo mình đâu, không chỉ là những người tin vào Chúa Kitô, yêu mến Đức Thánh Cha đâu, nhưng mà cả những anh chị em ngoại giáo, anh chị em lương dân nữa. Ngoài người ta cứ tưởng là ngài qua thăm Sri Lanka là một cái nước theo Phật giáo nhiều, không được chào đón, nhưng các Phật tử người ta đã vỗ tay rần rần để chào đón một vị nguyên thủ quốc gia của thành Vatican, một vị giáo hoàng, một vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1.300.000.000 người Công giáo khắp nơi trên thế giới. Và ngài không chỉ là vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1.000.000.000 người Công giáo, nhưng ngài luôn là chỗ dựa cho rất nhiều anh chị em trên hành tinh này, cho cả các nguyên thủ quốc gia nữa. Anh chị em thấy ngay cả Tổng thống Mỹ mà cũng trong nhiệm kỳ của ông ấy thế nào phải 1-2 lần, ít là 1 lần đến để triều yết Đức Thánh Cha. Vấn đề câu hỏi đặt ra là tại sao người ta lại hâm mộ ngài vậy? Tại sao người ta lại yêu mến ngài như vậy? Có phải vì ngài có tiền không? Không. Có phải ngài có quyền không? Không. Ngài chẳng có ngân hàng, cũng chẳng có súng ống, chẳng có đạn dược, chẳng có tên lửa, chẳng có gì hết. Thế mà người ta lại ao ước, mong chờ được ngài đến. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này, anh chị em, là bởi vì người nhân loại bị sức hấp dẫn nội tâm, sức hấp dẫn Giê-xu. Bởi vì ngang qua cái cụ già này, người ta thấy có một sức mạnh thần linh, đó chính là Chúa Giê-xu. Anh chị em nhìn cái hang núi Đức Mẹ Hy Vọng, con mới làm được hơn 2 năm trời, chẳng phải quảng cáo, chẳng phải nói gì, mà dân chúng từ Sài Gòn, từ Cần Thơ, từ mọi nơi trong tỉnh Đồng Nai mình, họ đã nghe biết và họ lần lượt đến để cầu xin Đức Mẹ ban ơn, và họ dâng những đoá hoa tạ ơn Đức Mẹ. Tại sao vậy anh chị em? Thì anh chị em sẽ trả lời cho con là tại Đức Mẹ là thánh. Nhưng mà trả lời như vậy chưa đủ. Tại vì Đức Mẹ đầy ơn phúc, tại vì Đức Mẹ đầy Chúa Giê-xu. Và như vậy Đức Mẹ hấp dẫn người ta là bởi vì Đức Mẹ có Chúa Giê-xu. Bài tin mừng nói là các thần ô uế, những người tương thời với Chúa Giê-xu, kinh ngạc về giáo lý của Chúa Giê-xu. Người ta hỏi cái chi vậy? Đây một giáo lý mới mẻ, ngài giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ và biệt phái. Ngài trục xuất ác thần quỷ ma đang thống lãnh trên con người.
Thế thì chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa cho chúng ta mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần thật sự là khiêm tốn, để cho lời Chúa thấm vào tâm can của chúng ta. Tham dự thánh lễ chúng ta gần Chúa Giêsu để rồi cho lời Chúa biến đổi chúng ta, và để rồi chúng ta siêng năng kết hợp với Chúa qua việc rước mình máu thánh Ngài, qua việc cùng nhau cử hành thánh các bí tích, để rồi chúng ta trở về nhà cũng hãy trở nên sức hấp dẫn cho người khác như thế, nhờ chính đời sống tốt lành của chúng ta. Nhớ về chúng ta tin Chúa Giêsu và hãy tỏa sáng tình yêu của Chúa Giêsu cho hết tẩy mọi người. Xin Chúa chúc phúc lành cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta xác tín đặt trọn cuộc đời của chúng ta vào vòng tay quan vòng đầy yêu thương của Chúa. Mỗi ngày chúng ta lắng nghe lời Chúa để như mẹ Maria, như các vị thánh đem lời của Chúa ra thực hành, biến đổi cuộc đời của mình, để sự hiện diện của chúng ta là sự hiện diện của Chúa Giêsu, hiện sự hiện diện của chúng ta ở bất cứ chỗ nào người ta bâu đến đấy, bởi vì có Chúa Giêsu, và đấy là sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự hiện diện đầy phúc lành, an vui, sự hiệp nhất yêu thương. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, để phân xét kẻ sông và kẻ trên, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà ban dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu vị ngôn sứ quyền năng đã đến trần gian để thiết lập nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ và tương lai tươi sáng cho nhân loại. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lên Chúa lời nguyện xin. Người giảng dạy như đấng có uy quyền, xin cho trái tim các linh mục được cháy bừng lửa tình yêu với Chúa và các linh hồn, để lời nói và đời sống các ngài trở thành lời giao giảng đầy uy lực thiêng liêng, lôi kéo nhiều tâm hồn đến với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa phán, ta sẽ đặt vào miệng ngươi những lời của ta. Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới luôn nói và hành động với lương tâm ngay thẳng và tâm lòng nhân ái, để cộng đồng nhân loại được sống trong hòa bình
công bằng và huynh đệ. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng người đừng cứng lòng. Xin cho các tù nhân có cơ hội xây dựng lại cuộc sống xứng hợp phẩm giá con người, để đời họ tìm thấy ý nghĩa và hy vọng mà đem lại niềm vui cho gia đình. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, xin cho chúng ta luôn chăm chỉ suy niệm sống và suy niệm và sống lời Chúa, để tâm hồn được giải thoát khỏi tính kiêu căng và dối trá, mà sống thánh thiện công chính trước thánh nhan Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống lời Chúa để quyền năng của Chúa chạm đến tâm hồn và biến đổi đời sống chúng con thành bài ca yêu thương chúc tụng quyền năng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để ý lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bi tích đem lại ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi danh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang quay đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con vì lượng từ bi. Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con để Chúa yêu thương nơi chúng con. Điều Chúa quy mến nơi con, Chúa nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các anh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những cuối lễ này
để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tề thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Gioan chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là Augustino Nguyễn Minh Hoàng, linh hồn ông Francisco Xavier Trần Đình Toài nhân dịp dỗ mãn tên, và mọi anh chị em tín hữu chúng con đã qua đời mà chúng con dâng thánh lễ này để cầu nguyện theo như ý anh chị em xa gần. Xin cách đặc biệt xin Chúa nhớ đến quý vị ân nhân, anh chị em trong gia đình thánh Martino, những anh chị em đã khắc tên mình trên những viên đá dâng kính nuôi Chúa, Đức Mẹ, thánh Giuse và các thánh mà Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho tất cả những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bán trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa kêu tê và theo tề thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa lại nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho anh được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thiên Chúa bao la tựa như biển khơi, tình yêu Thiên Chúa mênh mông trùng dương sóng xô, tình yêu bát ngát mây trời tựa ánh trăng thanh soi đêm trường tỏa khắp ngàn phương, dẫn con trên nẻo đường dương thế. Tình yêu Thiên Chúa êm như dòng sông lướt trôi, tình yêu Thiên Chúa ngát xanh mùa xuân thắm tươi. Dù cho gom hết là vàng, dù nước biển đông cô dâng tràn, tình Chúa ngàn năm vẫn cao thơm như núi Thái Sơn. Cao vời
Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiên triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Có quý sơ dòng khiết tâm Đức Mẹ nhà Trang, các sơ vào đây bán một số mặt hàng nhu yếu phẩm. Con đã hứa với lòng là con sẽ không nói gì, nhưng mà cứ nghĩ đến các sơ vượt 500 cây số đi xe vào tới đây mà không nói câu nào, mà cả để các sơ về không thì ngọ ngằn quá. Xin anh chị em thương mua giúp cho các sơ. Chúng ta bỏ vào nhà Chúa, không có gì phải sợ phải mất. Chúng ta giúp cho các sơ để các sơ có ngân quỹ lo cho đời sống của mình, để các sơ có điều kiện hơn tiếp tục phục vụ cộng đoàn dân Chúa, tiếp tục nài xin ơn lành của Chúa xuống trên đại gia đình nhân loại chắc chắn là có chúng ta. Xin anh chị em thương mua giúp cho các sơ nha. Còn cứ hứa đi hứa lại là sẽ không nói câu nào cho các sơ. Còn có nhắn tin như vậy, nhưng mà cứ nghĩ đến nha, tội nghiệp các sơ chân yếu tay mềm đi xa xôi nắng nôi về không thì ngọ ngằn quá. Xin anh chị em thương mua giúp cho các sơ. Rồi bắt đầu từ tuần sau anh chị em đi tham dự thánh lễ. Các thánh lễ anh chị em đi xe hơi thì anh chị em chạy thẳng vào trong nhà xứ như mọi khi. Xin chúng ta không đậu ở trước cổng nhà thờ, gây tí nữa khi anh chị em ra về nó sẽ bị ắc tắc giao thông, tắc nghẽn giao thông. Rồi ngày thứ tư này buổi chiều lúc 6:30 có quý cha đến ngồi tòa giải tội, anh chị em sắp xếp để đi xưng tội, cũng như để chuẩn bị cho những phần quà người nghèo. Chúng con có tổ chức hội chợ vui xuân với những vé lô tô và vé vui xuân may mắn. Xin anh chị em mua ủng hộ để cộng tác với chúng con trong việc chăm lo cho người khó khăn. Chúa ở cùng anh chị em.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sắp mình thờ lạy Chúa. Chúng con quỳ trước tôn nhan Chúa đây để tôn vinh lòng xót thương từ ái của Chúa, để tôn vinh uy quyền của Chúa trên tất cả chúng con, trên tất cả mọi loài thọ tạo, bởi vì Chúa là Chúa muôn loài. Tin mừng Thánh Marco thuật lại cho chúng con, Chúa giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như loài người chúng con, chứ không như các luật sĩ và biệt phái, bởi vì Chúa là đấng thánh, lời của Chúa là lời hằng sống, và lời của Chúa là lời chữa lành. Lời của Chúa đem lại an vui cho chúng con. Lời của Chúa khiến cho quỷ ma phải sợ hãi, khiếp kinh. Lời của Chúa đem lại sức sống cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giác tín tin tưởng như thế, để chạy đến với Chúa, để xin Chúa trục xuất sự dữ ra khỏi chúng con. Sự dữ ở đây là những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính, tội lỗi đang bủa vây chúng con, sự ích kỷ, cái tôi đang thống trị chúng con, khiến chúng con không tỏa sáng tình yêu của Chúa, khiến cho sự hiện diện của chúng con trên cõi đời này, khiến cho cuộc sống của chúng con trở nên cằn cỗi, cau có và khó chịu, khiến cho tâm hồn của chúng con mất bình an. Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, để mỗi phút giây chúng con được lắng nghe lời của Chúa, để mỗi phút giây chúng con được gần Chúa, gần sự thánh thiện, cực thánh và tốt lành của Chúa. Chúng con được ơn biến đổi, để mỗi người chúng con cũng trở nên sức hấp dẫn cho người khác, để mỗi lần chúng con hiện diện ở bất cứ chỗ nào, chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho anh chị em chúng con. Chúng con trở nên niềm hoan lạc, chúng con trở nên thiên đàng cho hết thảy mọi người. Nhờ từng giây từng phút chúng con lắng nghe lời Chúa, chúng con kết hợp với Chúa, chúng con được ơn biến đổi, và chúng con thấm nhuần tinh thần của Chúa, để từ nay
chúng con như lời của Thánh Phaolô Tông Đồ nói: tôi sống không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Chúa Kitô sống trong con thì chắc chắn ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, chúng con luôn đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người, bởi vì tâm hồn chúng con có sự bình an, có Chúa ở cùng chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tân hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi thùng kinh lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Đừng cho người cho an tâm quần cù, đừng cho người cho an tâm quần cù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng yêu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa đàn tròn. Để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông xuống. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng yêu, Chúa đàn trao vô tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa. Xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thật và duy nhất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
suốt đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tin mình và mau thanh Chúa, để chúng con đời đời thương nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một lòng sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệp thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.